giống con gián thì mình chỉ nói đại thôi. Thì con gián này hôm nay mình tô sẽ có là 6 cái chân và hai cái ghi mép ha, là hai cọng gâu của nó đó. Thì mình sẽ tô và phối màu cho con gián này ha. Bắt đầu tô. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu nâu trước đi ha. Bắt đầu tô. Em mà đánh từ đâu từ đây để xin đi ha. Tôi mà nó đó sẽ tôi cho đều. Tôi đều màu nâu này nha. Tiếp tục tô nè. Tao nữa nha. Đều nha. Nhau. Tôi cho điều mẹ của con dán nha. Đó, tao đều. Tiếp tục tao đồ lại. Giờ mình bỏ chân xuống cho dễ con ha. Giờ mũi đu chân quẻ. Tiếp tục đầu. Tiếp là lấy màu kem tô ở giữa cứ đừng có nha. À, mình tô sẽ là một kem.
tới cho điều nè. Điều. Tôi cho đều và đậm lên nha. Có con mà sắp con nhìn em khi em mình tôi cho đều nhé. Tôi cho đều. Sắp xong rồi nha. Mình đã tô xong rồi ha. Thì đây chính là thành phẩm bức tranh về con dán của mình nè. Thì cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.